Ok, và hello anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Mình là Thầy Ezi đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là gọi là Animal River Battle Simulator nha anh em. Có nghĩa là khủng long đại chiến với các cái loài quái vật khác. Và game cực kỳ hay. Nếu mà anh em nào thích thì hãy để lại cho mình một like, một comment và một chia sẻ. Nó sẽ là cái động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và anh em thích cặp đấu nào thì hãy comment ý kiến xuống phía dưới nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Nào, ok, chúng ta sẽ lựa chọn unit nha anh em. Anh em thích con gì nào? Thích con gì, đối đầu với con gì nào? Trong này có rất là nhiều con anh em ạ. T-Rex, ok, chúng ta cho T-Rex trước. T-Rex nó sẽ có mấy cái skin khác nhau bên này. Skin T-Rex này khá đẹp. Và T-Rex và con Spino hay là Alo. Alo hơi bé. Cano, Cano thì đúng là bé. Vãi nều, con Spino cũng toi chứ. Con Spino này không phải là bé chút nào đâu anh em nhá. Anh em đừng có nghĩ mà nó bé. Từ từ tôi tắt cái Việt Key đã. Đâu à? Bọn nó đang ở đây anh em. Chúng ta sẽ đứng xuống dưới này để xem. Đấy, T-Rex và Spinosaurus xem con nào sẽ là mạnh hơn nha. Chúng ta cùng chờ đợi và bắt đầu. Let's go. Wow. T-Rex của chúng ta. Từ từ mình sẽ thay đổi góc. T-Rex đã thay đổi, đã cắn thẳng vào mồm của con Spino. Spino cũng đang cắn vào mỏ của con T-Rex. Và cuộc chiến rất là đẫm máu. Máu me be bét. Úi dồi, rút lưỡi à? Không, nhưng mà Spino đang chiếm lợi thế với cái hàm dài hơn. Chết rồi, Spino đã ngã rồi anh em. What the hell man? Mày khỏe thế vậy con T-Rex này? What? Ôi dồi ôi, úi dồi ôi. Đây là xác của Spino nha anh em. Thực tế thì Spino sẽ không thể ăn được, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà chúng ta sẽ cho hai con Spino thì sao? Chúng ta sẽ cùng thử xem nha. Hai Spino đối đầu với một mình T-Rex. Đó, đó là một cái gì đó khá khác biệt anh em ạ. Nhờ. Làm nào tôi ấn được cái trên đây? Đây rồi, ok. Cuộc chiến bắt đầu. What the fuck, man? Hai con cùng một team mà tại sao lại cắn nhau? Có cái gì đó hơi bị sai sai. Holy shit. Hai con Spino đang cắn nhau anh em ạ. Con Spino và con này là cùng một team. Holy shit, boy. Má ơi. Team 2. Trời ơi là trời. Spino có 2-3 dạng khác nhau cơ anh em ạ. Không phải là một dạng này đâu nha. Đấy, Spino màu khác nhá. Đây là Spino màu khác luôn ấy. Cuộc chiến sẽ diễn ra ngay bây giờ. Ấn tab không được ấy. Khó thế nhở. Má ơi. Đây rồi, ok. Holy boy. Tôi đang cố gắng để cho ra đánh nhau cái mà không được. Đấy, ok. Nhưng mà làm sao để bắt đầu được khi mình không ấn được anh em ạ? Đây rồi, đánh nhau đi. Đấy, hai Spino. Đây, một con cắn vào lưng và một con cắn vào đầu. Cuộc chiến diễn ra đang khá là khốc liệt với sự team up của Spinosaurus và T-Rex. Hai con Spino khác màu nhau và hai chủng loại khác màu nhau đang kết quả đấy chứ anh em. Dù rất mạnh nhưng một khi đã bị quay thì chỉ có chết thôi, không thể nào mà đỡ được nhé. T-Rex rất mạnh. Phải nói T-Rex rất mạnh nhưng mà end battle. Rồi, ok, chúng ta sẽ mấy con này cực kỳ là yếu luôn anh em ạ. Con này mà cho con Cano nhìn thế này thôi nhưng mà nó không được khỏe đâu nha. Chúng ta đang tìm thử một vài thứ. Đây rồi. Titanoboa đánh nhau với T-Rex.
phải 2 con anh em ạ, hoặc là 3 con hoặc là, ôi chết rồi, cái này là cùng một team mà, team 2 nào. Đấy, để như thế này đi. Con này nó không có dạng khác, nó chỉ có một dạng ấy thôi anh em ạ. 4 con chỉ thì làm sao mà đỡ được nhỉ? Như thế này thì không đỡ được anh em nhá. Như thế này tôi đoán là sẽ không đỡ được đâu. Vãi lều luôn ạ. Bắt đầu anh em ơi. Úi xôi ơi, Titan Nova. Úi xôi ơi, holy shit. Ui nó cắn này, nó cắn cho con khủng long này, cắn cho con T-Rex này. T-Rex đang bị chết anh em ơi. Ui ôi, hình như Titan Nova vẫn chưa chết. Cú như cú táp quá mạnh. T-Rex ơi, là T-Rex, khổ thật là T-Rex bị cắn 4/8 hướng. Như vậy là Titan Nova không chết con nào. Từ từ, thế thì không được, thế thì không được anh em ạ. Thế thì không được. Tôi để lại một con thôi. Một con duy nhất thôi. Đấy. Cuộc chiến. Không ăn được luôn. Đây rồi. Cuộc chiến bắt đầu. Wow. Wow. Cú táp cực mạnh của. Chết rồi. Nó cắn được rồi. Bây giờ mày chạy đâu? Mày táp hộ tao cái. Mày táp hộ tao cái. Mày táp hộ tao cái. Hay à. Hay à. Hay à. Con kia vẫn cố gắng cắn anh em ạ. Và nếu mà solo về cái thể thức 1-1 thì T-Rex đúng là chẳng rõ năng nào. Phải nói là cực kỳ không bao giờ xoắn luôn anh em ơi nha. Trừ khi là mấy cái con thần thoại hay là ABC gì thôi. Còn mấy con này thì nó quá là tè mà, đúng không? Mình đang cá sấu à? Green. Mấy con đấy không ăn thua. Úi, con méo gì đấy? Có phải human anh em ạ? Tinh tinh à? Mutant. Úi, Goro. Úi, con gì đấy? Từ từ ạ. 180 anh em ạ. Goro gì đó. Wow. Siêu tinh tinh à. What the hell. What the hell man. Siêu tinh tinh à. Đánh nhau à. Không biết là có con nào thắng đây. Thử xem nhá. Bắt đầu. Goro the Giant. Oh my god. Ui ăn đấm này. À, đây là Godzilla rồi anh em ạ. Má ơi, đây là Godzilla rồi. Godzilla đang tạp những cú móc hàm nhưng mà bị ăn cắn rất nhiều, chảy rất nhiều máu. Úi giời ơi, ai thắng. Úi giời, cú đấm rất khỏe luôn của Godzilla. Ai à, quả tí mất tay nhá. Cắn vào tay rồi. What the fuck. Mày là tao thất vọng quá đấy cưng ạ. Con T-Rex nó khỏe dã man luôn. Chịu ơi. Vai nều luôn, làm sao mà có thể hạ con đấy nhỉ. Đang rất là khó. Thử thằng cầm chùy đây nào. Ui mẹ ơi, thằng cầm chùy nó bé tí đấy anh em ạ. Ôi my god. Ờ vãi cứt. Thắng rồi. Vãi cứt rồi. Thắng luôn rồi anh em ạ. Chịu rồi, chịu rồi. Quả này thì đúng là tôi bó cánh rồi. Bó tay chấm com rồi đấy. Không biết là làm thế nào luôn. Thật sự luôn với con này. Chúng ta có rất là nhiều loại nữa cơ. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm sau vậy nha. Voi thế nào. Voi máy móc nào. Đối đầu với voi trang bị súng máy nào. Wow. Wow man. Voi nhà anh em. Phải đạn luôn ạ. Này thì đấm đánh kiểu gì. Voi. Ui voi có súng anh em ạ. Voi có súng anh em ạ. Voi này voi xịn. Voi có súng nhá. Úi dồi ôi. Mày cắn được tao chắc. Bắn nó đi em ơi. Bắn laser à. À.
phúc ngà vào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là con voi mạnh nhất của cái thế. Vừa sư Kim nói rất lời là con voi mạnh nhất ở đài rồi anh em ạ. Và giờ chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye. Game hay phết. Nhờ. Yeah.